Xin chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Ngọc Sơn. Website của tôi là hoangngocson.com. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mô hình kế tiếp cũng khá là hiệu quả, đó là cái mô hình Invert Hammer. Chúng ta cùng theo dõi cái mô hình ở trên màn hình như sau. Trên cái mô hình Invert Hammer này thì chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta thấy nó cũng xuất hiện ở cuối một cái chu kỳ giảm giá. Cuối chu kỳ giảm giá, nhưng có cái điều đặc biệt là các bạn thấy đây, cái Invert Hammer thì nó cũng là cái hammer bóng nến, nó dài gấp đôi lần thân. Nhưng mà trong trường hợp này thì cái bóng nến nó quay vào bên trong, nó quay vào bên trong của cái lòng lòng của bộ cái nến, và bên đây cũng vậy, bóng nến nó quay vào bên trong, còn cái cây hammer thì nó chỉ bóng nó quay ra ngoài. Về tính năng thì xuất hiện cái mô hình này thì nó cây này cũng là cây nến mô hình, cây này là cây xác nhận, và cây này cây vào lệnh. Ở đây cũng vậy, thì cái việc mà cái cây màu xanh tức là cái tăng hoặc là cái giảm không quan trọng, nếu đủ cái mô hình mà chúng ta có thực hiện lệnh mua vào. Như vậy thì cái sự tương đồng giữa cái mô hình hammer là bên đây hammer và invert hammer này thì đều cho chúng ta cái dấu hiệu là chúng ta mua vào. Chúng ta cùng xem cái video đó, giá đang ngay trong cái giai đoạn giảm, là chúng ta lưu ý cái nến ha. Chúng ta thấy cây nến này nè, trong một cái chu kỳ giảm, cái cây nến này nó xuất hiện, và cái thân nến đây, cái bóng nến nó dài gấp đôi lần thân, thì chúng ta thấy rằng đây là đúng cái mô hình, và cái cây còn lại là cái xác nhận, chúng ta phải chờ đợi nó. Nếu cây này là cây tăng thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua vào. Rồi, như vậy cây này là cây tăng, coi như chúng ta thực hiện lệnh mua vào ở cây nến này. Đó là một cái tín hiệu rất là tuyệt vời đối với cái mô hình là Invert Hammer hay hoặc là các cái mô hình khác. Dù nó chúng ta thấy rằng nó đơn giản nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả. Và đối với trong trường hợp này thì các bạn có thể xem các cặp sản phẩm ngoại tệ khác và chúng ta áp dụng cái mô hình này, thì chúng ta có khả năng mang lại cái lợi nhuận cho chúng ta đối với bước đầu khi tham gia thị trường Forex.